Đây là một công ty cho thuê xe ở Istanbul, nằm ngay ở trung tâm luôn các bạn. Ở ngay nằm ở trong khách sạn Intercontinental. Và từ khu quảng trường Taksim đi ra đây cũng rất gần, chỉ khoảng từ 5 đến 8 phút đi bộ thôi. Và công ty này cho thuê rất là rẻ và thủ tục cũng rất là đơn giản luôn. Mình đang đứng ở đây là phòng xe của khách sạn Intercontinental. Sau khi mình đã làm thủ tục thuê xe xong ở trên kia thì đi xuống dưới này, mình sẽ đưa cái phiếu người ta đưa cho mình và đưa cho bác mặc áo màu cam này. Bác ấy đứng ở đây với một cái xe tự động như vậy và bác sẽ làm thủ tục hoàn tất cho mình để giao xe cho mình. Và thủ tục thuê xe ở bên đây rất là đơn giản, bạn chỉ cần có hộ chiếu, có thẻ tín dụng và có bằng lái, và bằng lái của Việt Nam được nha, không cần phải bằng lái quốc tế nha các bạn. Đó là một điều rất là tuyệt vời và rất là dễ dàng cho các bạn muốn đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Và khi các bạn có xe thì các bạn có thể trải nghiệm tất cả mọi nơi với chi phí rất là rẻ, 300 euro một ngày thôi, đã bao gồm xăng và bảo hiểm. Và đây là chiếc xe mà mình đã được bỏ ra Kia Rio. Bình xăng đầy đủ, nhưng mà khi bạn trả thì bạn cũng sẽ phải trả lại một bình xăng đầy đủ nha. Và bây giờ thì let's go.